Côn Đảo là huyện đảo duy nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do nằm giữa biển khơi cho nên Côn Đảo sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp và thơ mộng. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến bãi biển Đầm Trầu, từng được chuyên trang đánh giá du lịch và trải nghiệm hàng đầu của Mỹ, xếp hạng là một trong 25 bãi biển đẹp nhất thế giới. Không chỉ có vậy, bãi Đầm Trầu còn là nơi hiếm hoi tại Việt Nam mà du khách có thể vừa vui chơi, vừa tắm biển, vừa được ngắm máy bay cất hạ cánh ở khoảng cách rất gần. Phần cuối chương trình, mời quý khán giả cùng chúng tôi khám phá bãi biển độc đáo này. Bãi biển Đầm Trầu cách trung tâm huyện Côn Đảo gần 14 km. Nhìn từ trên cao, bãi Đầm Trầu có hình dạng uốn cong như cánh cung tuyệt đẹp. Một bên là làn nước xanh mát, một bên là bạt ngàn cây xanh. Bãi Đầm Trầu hiện vẫn còn giữ được những nét quang sơ thanh bình mà không nhiều bãi biển khác có được. Đến đây, du khách có thể thoải mái tắm biển hay tham gia các trò chơi ngoài trời, các hoạt động dã ngoại, cắm trại. Cái cảm nhận ban đầu của mình ấy là thấy biển đây rất là bình yên, nước trong, bãi đẹp, thực sự là thích lắm. Xem nhiều danh lam thắng cảnh nhưng mà thấy biển ở đây thật sự là đẹp, cát ở đây đẹp, không biết diễn tả như nào cả nhưng mà thật sự là tuyệt vời. Bãi biển Đầm Trầu nằm ngay bên cạnh đường băng cất hạ cánh của cảng hàng không Côn Đảo. Điều đặc biệt thú vị ở bãi biển này là du khách vừa có thể vui chơi tắm biển, vừa có thể ngắm những chiếc máy bay hạ cánh ở khoảng cách rất gần. Vào mùa cao điểm, bình quân 30 phút đến 1 giờ sẽ có một chuyến bay đáp xuống cảng hàng không Côn Đảo. Vì thế, hầu hết du khách khi đến Đầm Trầu đều tranh thủ lưu lại cho mình những tấm ảnh với khoảnh khắc có một không hai này. Chiếc máy bay vừa nãy là cái chiếc máy bay thứ hai tớ được ngắm đấy. Vừa nãy tớ đã ngắm một chiếc rồi, rất là thích. Chắc là chẳng ở đâu được như thế. Chỉ có mỗi bãi biển Đầm Trầu có cái cảm giác là vừa được ngắm biển, vừa được ngắm máy bay hạ cánh như thế. Tôi chưa bao giờ đến bãi biển nào mà máy bay hạ cánh gần như thế này. Đây là một loại trải nghiệm thú vị, thật sự không thể giải thích nó đang đến gần như vậy. Và bạn có thể cảm nhận được gió từ động cơ trong khi máy bay đang hạ cánh. Điều này rất độc đáo và thú vị. Kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đang đến gần. Nếu đã quá quen thuộc với những khu du lịch ồn ào, náo nhiệt, người dân có thể lựa chọn đến với Côn Đảo, đến bãi biển Đầm Trầu để trải nghiệm không gian nên thơ, thanh bình, êm dịu nơi đây. Thì em không bố trí được thì em mới có anh đây. Rồi, đợi tí rồi để chính xác.